Ngày 6 tháng 11, Quốc hội khóa 14 bước sang ngày làm việc thứ 11 của kỳ họp. Trong phiên họp hôm nay, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn về các vấn đề mà cử tri quan tâm. Trước khi tiến hành chất vấn, các đại biểu sẽ nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trình bày báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Sau khi nghe các báo cáo, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan. Nội dung quan trọng này sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Hôm nay, ngày đầu tiên của phiên chất vấn đặc biệt của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 sẽ chính thức diễn ra. Nhiều đại biểu kỳ vọng là trong lần chất vấn này, thì các vấn đề cử tri bức xúc quan tâm sẽ được các thành viên chính phủ giải trình, làm rõ. Việc chất vấn các thành viên chính phủ trong kỳ họp lần này thì là xem xét toàn bộ các cái nội dung thực hiện chất vấn, kết luận chất vấn trong cả nhiệm kỳ vừa qua. Tôi cũng tin tưởng rằng nó sẽ mang tính xây dựng để chúng ta cùng nhau xác định những cái công việc cần phải làm trong thời gian sắp tới, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội mà trước mắt là vượt qua những cái thách thức của đại dịch cũng như là thiên tai năm 2020. Hy vọng là với những cái câu hỏi chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội thì thứ nhất là các đồng chí thành viên chính phủ cũng có dịp để khẳng định được những cái công việc mình đã làm được trong cả một nhiệm kỳ, cũng như có thể giải thích hay là giải trình rõ những cái vướng mắc, những cái tồn tại, những cái khó khăn trong công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực mình phụ trách, để chúng ta có một cái nhìn một cách nó toàn diện và tổng thể hệ thống để chúng ta chuẩn bị cho cái kế hoạch 5 năm tiếp theo một cách thực sự là căn cơ.